hải sản ở chợ Công Đoạn các bạn. Chúc ngon miệng. Đây, cái tuyến đường hiện tại là mọi người giờ mình đang đứng, cái điểm xuất phát là bắt đầu từ đây. Bên lối cái lạch đỏ này. Mọi người chúng ta sẽ đi là 3 km đường, nhưng mà thực tế là 3 km đường thì mọi người phải nhanh gấp đôi lên. Thì đường mình đi là phải đảo cây. Khu vực đây. Sau 2 ngày trải nghiệm thú vị trên đảo thì ngày hôm nay ekip của mình đã kết thúc hành trình và chuẩn bị lên xe để về Sài Gòn.